giờ phút này đây không ai là quan trọng với em. Đến giờ phút này đây không ai là quan trọng nữa đâu. Bởi vì anh quan trọng nhất cũng đã lìa xa. Thì giờ em nghĩ phải tin vào ai? Đến giờ phút này đây, những gì mà cô ấy, gái ấy làm được hơn 10 năm vừa qua, một sự cố gắng không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, xứng đáng được chúng ta tin yêu và là một thời thanh xuân của tất cả chúng ta.